À, hôm nay á ông đến Bụi Tre đây để tìm cháu á. À, nếu mà cháu có ở đây thì cháu hãy xuất hiện đi hả? Ủa rồi phải cháu không ta? Mến chào quý vị qua tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại Bụi Tre ngay trên nơi cách đây một tháng trước mình đến đây và mình vô tình gặp được bé Linh Nhi. Thì những cái tập sau á mình không có đến là lý do mình đi ghi hình xa, sẵn mình khám phá những chỗ khác. Thì hôm nay mình tranh thủ về quê hương của mình và mình ghé đây. Thì ở đây là so với nhà của mình là khoảng cỡ 5 cây số đó nha. Ở đây cục đất tâm linh của nói chung là người quen của mình. Thì hôm nay mình muốn đến đây để tìm Vong, Linh Nhi và người mẹ của cháu. Tại vì tập đầu mình đến đây á là mình vô tình gặp được cháu đứng cháu ôm cái gương đó cả nhà. Thì hiện tại mình đang có mặt ở đây là giờ này khoảng cỡ 6:20. Thì tí nữa mình sẽ di chuyển vào cái Bụi Tre để mình khám phá về tâm linh. Quý anh chị và các bạn nhớ cho mình xin mỗi người một like nha. Cả nhà ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mới của mình. Và quý anh chị nhớ chia sẻ video giúp mình nha cả nhà. Thì tiện ở đây mình xin giới thiệu mình có bán thuốc rượu họ chú Ba bên An Giang, thuốc rượu xoa bóp. Quý anh chị và cô chú nào có người thân mà bị đau xương khớp, đau bả vai rồi đó thì nhớ alo cho mình. Và mình có thuốc trị luôn ha. Quý anh chị nào có người thân mà bị bệnh trĩ nội trĩ ngoại á cũng nhớ alo cho mình, số điện thoại, số Weibo của mình để trên màn hình. Thì những lúc mà gọi mình á mình không có mở máy được là lý do mình đi làm ăn xa đó cả nhà. Mình đi ghi hình xa. Ở nhà có con mình và vợ mình tiếp quý anh chị và tiếp cô chú nha và tiếp tất cả các bạn. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng đồng hành với mình ha. Thì giờ này mình đến đây ghi hình trời cũng sáng đó nha. Tí nữa chắc cũng có thể tối. À, hôm nay á ông đến Bụi Tre đây để tìm cháu á. À, nếu mà cháu có ở đây thì cháu hãy xuất hiện đi hả? Ủa rồi phải cháu không ta? Hello ông, chào con nhé. Hôm nay ở đây chắc có thể là chủ đất họ mới guồng trống trải các bạn, thành ra hôm nay mình đi qua bên đó rất là dễ dàng. Hello ông, chào con nha. Con đến đây lâu chưa nè? Hả? Con đến Bụi Tre lâu chưa? Gì? Con khóc nữa hả? Sao con khóc nè? Hả? Sao con khóc? Hả? Chưa?
áo trắng có ở đây không? Ông áo trắng có ở đây không? Không hả? Quý anh chị và cô chú và các bạn thông cảm, bởi vì hôm nay mình vướng làm quá, nói chuyện nói chung là bị mất tự tin các bạn. Không có một bạn một chị kêu mình mua cái đó mà mình quên mua nữa, ở trong tỉnh Trung Quốc. Rồi hôm nay ông đến đây, ông có đang sửa lại nè, còn có muốn uống sữa không? Muốn không? Con ông mừng chết luôn á, tự nhiên cái hết cho nghe mới có một bài một cái ảnh mất tiêu à. Bé mới gọi mất tiêu các bạn, lạ thật, mới cái sọc. Chà, ở đây có cái mít đang cho trái cái nha. Còn này cây dừa trời đánh nè, thành ra đây như lắm linh luôn. Hôm nay mình có sách sữa theo nữa, bởi vì mình quyết tâm đến đây là mình tìm bé Linh Nhi. Con đâu rồi con? Trời ơi, đang nói chuyện với ông xíu cái biến mất tiêu à.
ở đây giờ rất là trống trải, bữa hổm đi cũng được. Nó mất tiêu trời. Bé ơi, bé có trong bụi tre không nè? Bé có trong bụi tre thì bé ra đi chứ. Rồi. Không thấy à. Công nhận trời mưa có mấy đám bụi tre ra xum xê luôn cả nhà. Lúc trước là người ta đốn bị rụi luôn á. Hồi nãy rõ ràng là bé đang trước mặt mình luôn á nha. Mà hồi cái bé mất tiêu. Bé ơi. Bé bé. Ừ? Trời ơi. Mới cái giọt bé qua bên đây bé đứng rồi ta. Giỏi quá vậy. Như vậy là con muốn qua bên trang trại heo của ông bà cụ ngày xưa để uống sữa ha. Phải không? Bé ở đây nè cả nhà. Rồi. Bé qua bên đây đi. Chuồng heo này có kiến vàng ta. Chắc có lẽ mình đi qua bên bụi tre á. Rồi ông mời con uống sữa ha. Ông đang tiếng như vậy có sao không nữa. Ảnh hưởng với con không? Không sao ha. Hôm nay ông có xách theo là một lốc sữa luôn à, con cảm thấy uống bao nhiêu lon thì bao nhiêu hộp thì con uống ha. Mình cảm thấy no thế con. Con ngồi bình thường đi, đừng sợ ha. Có bánh nữa. Cầu mẹ lại giúp cho những lần gặp được mẹ con ha. Bây giờ trước tiên ông khui hộp đi, rồi con cảm thấy uống đủ con khui tiếp ha. Bây giờ ông đốt cày cày, đốt nến lên cho sáng đi ha.
ít. Nói chung là ông đốt nến lên cho nó sáng rồi con thấy rồi con hưởng những cái thứ mà ông đem đến cho con ha. Rồi con ăn đi. Thank you.
Con uống sữa cho no đi con nha. Để ông cầu mẹ con đến để đi con về đoàn tụ với mẹ con ha. Chịu không nè? Chịu không? Bây giờ ông cũng không biết mẹ con bây giờ đang ở đâu nữa. Thì thôi bây giờ ông chỉ cầu nguyện nếu mà mẹ của con có nghe cái lời của ông khẩn cầu thì mẹ của con sẽ đến đây để rước con về với mẹ con ha. Mà ông cảm thấy nói chung là những lần vừa rồi ông gặp mẹ con, mẹ con rất là thương con, mẹ con đi kiếm con dữ lắm luôn. Thì hôm nay tôi đến địa bàn Bụi Tre và có trang trại heo của ông bà cụ để tìm con của cô. Thì hôm nay tôi đã gặp con của cô rồi. Và nếu mà vong hồn của cô có gần ở đây thì cô hãy ra để nhận con của mình ha. No chưa con? Chưa uống hết mà, uống hết cho no ha. Trời ơi, bé khóc nhớ mẹ. Từ ngày bé quá bây giờ mẹ của con không có đến đây nữa, không có nghe vậy thì con có thể ôm cái ba bình sữa đó rồi ông sẽ làm một cái thực cho con ở quê quận ở đây để hôm khác ông đến đây rồi ông cầu con ra rồi ông cầu mẹ con đến cũng như là giao con cho mẹ con nha. Rồi con ôm mình sữa đi rồi con ông sẽ làm một cái thực cho con ở tại vị trí này ha ha. Rồi bỏ phật nằm ôi rồi phật nằm ôi chị thịt cao đi phật mô phật. Hôm nay mình đến đây mình gặp được bé không à. Vậy thôi bây giờ mình tạm khép video tại đây, mình làm cái thực để bé tại vị trí này để em khác mình đến đây và mình cầu bé và mình cầu người mẹ và mình sẽ trao cho người mẹ nha cả nhà. Thì bây giờ mình có thể kết thúc video. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà.